giờ em mới được ra đó. Cảm ơn anh MC nghe. Em nói rồi, ban nhạc chưa có tới đâu, để em ra cho anh MC không có chịu. Dạ, kính thưa quan viên thay họ, em họ Lê tên Trang, mọi người hay gọi em là Lễ Trang. Trước em sinh sống ở Bến Tre, nay em lang thang lên Sài Gòn kiếm sống. Người em không cao không sang, giọng em thì khàn khàn, nhưng em thích hát nhạc dân ca cho đời cho bạn. Đôi lúc ngồi buồn miên man, em mới chợt nhận ra rằng mình thích những trang hoàng của sân khấu. Đẹp ơi, mai anh lên chốn thành đô của nhà xe, ta nói nó rực rỡ. Nên gió đông sơn đành chia tay vinh viễn bạch thu hà. Bạch thu hà ơi, đã bao ngày qua anh đã quen đường gần em, nhưng không thể ước em luôn có anh bên mình. Người nhẹ nhàng quan tâm em, sống bên anh trọn đời. Những nơi chim sông đứng bên mặt trời, mặt trời của em, tình yêu của em. Oh, hey. Em hát không? Em hát cải lương mà theo phong cách của nước ngoài. Từ nãy tới giờ mới là tiết mục chính của em, bây giờ mới là tiết mục 10. Bang! Bán hàng rong. Xin giới thiệu quý vị, cửa hàng rong cũng giống em xin giới thiệu quý vị một món hàng rất là đặc biệt, khung hình đa năng. Khung hình năng Thanh làm em giật mình rồi anh. Khung hình năng dùng để lộng hình kỷ yếu, lộng hình đám ma, lộng hình đám cưới. Mở ngoặc chú thích, nhớ chụp hình trước khi lộng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dạ, yeah. Sau cái đám cưới này nè, em sẽ tặng cho cô dâu chú rể mỗi người một khung hình để làm cái gì? Về nhà bỏ lên cái tủ xinh xinh, hai bên hai có hai cái đèn lung linh cho gia đình thêm hạnh phúc. Trời ơi, quý vị có thấy sản phẩm của em hay không? Hay không quý vị? Dạ, chưa, cửa hàng rong của em chưa ngừng tại đây. Còn một sản phẩm thứ hai cũng không cái phần đặc biệt, đó chính là cái quần đa năng. Cái quần đa năng ngoài việc để mặc, để làm cái gì? Lâu nhà, lâu nhà, lâu nhà. Vô, thắng rồi, đi bảo thôi, đi bảo thôi. Một số trường hợp bất đắc dĩ, ta lấy cái quần ta đội lên, ta gọi là đội quần. Chưa hết. Cái quần của em nè, còn có một tác dụng mà quý vị ở đây đặc biệt phải chú ý và phải mua, đó là chống móc túi. Tự nhiên em đang đi tung tăng, cảm giác có người đang đứng gần em, thò cái tay xuống, thò. Cái túi tiền nằm ở đây nè. Nhưng mà quý vị ơi, cái cười móc túi đó, túi tiền nằm đây, thì khi đó cái mặt ở đâu? Hướng lên màn hình 201 inch của mình đó. Lúc đó mình làm cái gì? Mình phải tập trung xuống đó, từng dẫn khí tích tụ xuống đan điền. Bác sĩ dặn thải khí ra ngoài là tốt cho cơ thể đó. Đó. Mình chỉ cần một cái mày chết mày chưa con. Quý vị ơi, nếu quý vị thấy sản phẩm của em hay thì nhanh lập tức chị lấy điện thoại ra bấm đến số 01234 để đặt hàng cho em. Chỉ có khuyến mãi trong giờ vàng, trong giờ phát sóng này thôi. Dạ thôi, em xin phép em chào quý vị. Chúc quý vị có mùa xuân vui vẻ. Số 10. Rồi, em quên mất số luôn rồi. Cảm ơn quý vị, tạm biệt.